mời quý vị khán giả theo dõi bản tin tin điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng nai. Thưa quý vị, hãng chip Nvidia của Mỹ ngày hôm qua đã báo cáo doanh thu quý 2 năm nay tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào sự bùng nổ trong mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu. Theo Nvidia, doanh thu quý 2 tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 30 tỷ đô la Mỹ, vượt dự báo 28,7 tỷ đô la Mỹ của giới chuyên gia. Thu nhập ròng tăng 50% lên 16,6 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý doanh thu trong mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu của Nvidia tăng 154% lên 26,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88% tổng doanh thu. Nvidia kỳ vọng doanh thu của mảng này trong quý 3 đạt khoảng 32,5 tỷ đô la Mỹ. Nvidia là doanh nghiệp hưởng lợi rất nhiều từ sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Vốn hóa thị trường của công ty gần đây đã vượt ngưỡng 3.000 tỷ đô la Mỹ, đưa Nvidia trở thành công ty có giá trị thứ hai thế giới sau Apple. Trước khi Nvidia công bố báo cáo thu nhập, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm trong phiên hôm qua do tâm lý e dè của giới đầu tư. Khép phiên chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,39% xuống 41.091 điểm, chỉ số tổng hợp NB500 giảm 0,16%, còn 5.592 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,12% xuống 17.556 điểm. Tâm lý e dè khi chờ đợi báo cáo thu nhập của Nvidia, sự kiện trọng tâm của phố quân trong tuần này đã kéo giảm chứng khoán Mỹ trong phiên hôm qua. Tuy nhiên, báo cáo kinh doanh quý 2 của Nvidia sau hồi chuông đóng cửa phố quân cũng không khiến tình hình khả quan hơn. Sau nhiều quý bùng nổ, báo cáo của Nvidia không gây được ấn tượng cho nhà đầu tư, khiến cổ phiếu của hãng giảm hơn 5% trong phiên giao dịch mở rộng. Ông Russ Conger, giám đốc đầu tư tại công ty cố vấn đầu tư Hertel Callahan, nhận định, trong quý 2, Nvidia chỉ đáp ứng được dự báo. Kỳ vọng mà thị trường dành cho Nvidia cao đến mức, mức tăng trưởng không đủ để gây ấn tượng cũng có thể dẫn tới tình trạng bán tháo. Hàng loạt cổ phiếu công nghệ khác, bao gồm cả thành viên của nhóm 7 công ty công nghệ vốn hóa lớn là Alphabet, Microsoft và Amazon, cũng giảm điểm trong phiên hôm qua. đáng chú ý nhất là cổ phiếu công ty phần cứng Super Micro Computer giảm 19%. Về nhóm cổ phiếu công nghệ, ông Ray Kwan, chuyên gia tại công ty nghiên cứu thị trường Constellation, cho biết, Cổ phiếu các công ty có liên quan tới AI vẫn sẽ khả quan trong bối cảnh cuộc cách mạng AI sẽ còn tiếp tục tiến lên. Nhưng kỳ vọng của thị trường là yếu tố cần được điều chỉnh. Trái chiều với chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Âu duy trì đà tăng trong phiên hôm qua nhờ báo cáo thu nhập khả quan của các doanh nghiệp trong khu vực. Theo đó, chỉ số stock 600 toàn châu Âu đóng cửa tăng 0,33%, dẫn đầu là cổ phiếu hóa chất tăng 1,4%. Giá dầu giảm trong phiên dịch hôm qua do lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ít hơn dự kiến. Theo đó, giá dầu thô Brent giao sau giảm 90 cent, còn 78,65 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI giao sau giảm 1,01 đô la Mỹ xuống còn 74,52 đô la Mỹ một thùng. Ông Michael Stark, trưởng nhóm nội dung tài chính của nền giao dịch Xnet cho biết Giá dầu gần đây sụt giảm đôi chút nhưng tầm nhìn tương lai vẫn tương đối khả quan. Theo tôi giá dầu sẽ sớm tăng trở lại và thậm chí có thể vượt ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giảm vào hôm qua do đồng đô la Mỹ mạnh lên, cụ thể vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 2.505,03 đô la Mỹ một ao. Giá vàng giao sau của Mỹ giảm 0,6% xuống 2.537,8 đô la Mỹ một ao. Chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý khác, Ngân hàng Trung ương Mexico Banxico ngày hôm qua đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2024 và 2025 của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latin. Banxico dự báo mức tăng trưởng GDP của Mexico trong năm 2024 là 1,5%, giảm so với dự báo trước đó là 2,4%, và mức tăng trưởng cho năm 2025 là 1,2%, so với dự báo trước đó là 1 theo Banco, nguyên nhân hạ dự báo là do tăng trưởng GDP trong quý II đạt 2 đạt 2,1%, thấp hơn mức dự báo 2,2% của các nhà phân tích. Trong khi đó, lạm phát dự kiến sẽ tăng 44% vào quý 4 năm nay, tăng so với mức dự báo trước đó là 4%. Thống đốc ngân hàng bà Victoria Rodriguez dự báo kinh tế Mexico tăng trưởng với tốc độ chậm hơn trong các quý tới, trước khi ngành sản xuất của Mỹ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng của Mexico vào năm 2025. Ngân hàng Trung ương Thái Lan BOT ngày đang theo dõi biến động của dòng tiền nội tệ và sẵn sàng can thiệp thích hợp nếu đồng bạc biến động bất thường so với đồng đô la Mỹ. Thông điệp trên được thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan ông Setabut Sutiwarnabrubut đưa ra ngày hôm qua giữa lúc đồng bạc tăng giá khá mạnh so với đồng đô la Mỹ. Từ hôm 3 tháng 8, đồng bạc đã vượt ngưỡng 34 bạc đổi 1 đô la Mỹ, mức cao nhất trong 13 tháng trở lại đây. Theo ông Setabrut, kỳ vọng của thị trường về khả năng cục chỉ trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất đang gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, có phần khiến đồng tiền này mất giá so với đồng bạc. Ông lưu ý thêm rằng nhập khẩu vàng của Thái Lan là yếu tố khác hỗ trợ đồng bạc mạnh hơn. Thưa quý vị, vào hôm qua, Ukraine thông báo các chủ nợ trái phiếu quốc tế đã chấp thuận kế hoạch tái cấu trúc nợ eurobond trong bối cảnh kiev vẫn đang gặp khó khăn vì xung đột Cụ thể, Ukraine đã nhận được số phiếu cần thiết từ các chủ nợ tư nhân để tái cấu trúc hơn 20 tỷ đô la Mỹ trái phiếu quốc tế, cung cấp cho quốc gia này khoản giảm nợ cần thiết. Theo thông báo của Bộ Tài chính Ukraine, hai bên đã trải qua nhiều vòng đàm phán vào tháng 6 và tháng 7 về số tiền và thời điểm thanh toán nợ trước khi đi đến thỏa thuận. Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sehi Marchenko, hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc nợ Europol giúp Ukraine duy trì sự ổn định ngân sách Thỏa thuận tái cấu trúc nợ này là lần thứ hai trong thập kỷ qua mà Ukraine buộc phải thực hiện, lần trước là vào năm 2015. Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô của Anh ngày hôm nay công bố dữ liệu cho thấy sản lượng ô tô ở nước này tiếp tục giảm trong tháng 7, đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp. Theo Hiệp hội, tổng cộng có 65.478 chiếc ô tô đã được xuất xưởng tại Anh trong tháng 7, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xe điện và xe hybrid chiếm 37,5%, tổng sản lượng giảm so với mức 39,5% trong cùng kỳ năm 2023. Tính từ đầu năm tới nay, sản lượng ô tô của Anh đã tăng 14,8%, lên 118.672 chiếc, hãng xe Nissan của Nhật Bản và Tata của Ấn Độ đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ bảng Anh vào sản xuất xe điện tại các nhà máy của họ ở Anh. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt và sản xuất tăng cao đã thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô toàn cầu như Ford, General Motors và Mercedes thu hẹp kế hoạch sản xuất xe điện tại Anh. Gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD ngày hôm qua đã báo cáo lợi nhuận sầm quý 2 năm nay tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhờ mở rộng thị trường. Trong quý 2, lợi nhuận ròng của BYD đạt 9,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ cuối năm 2023. Ngoài ra, doanh thu cũng tăng 25,9% lên 176,2 tỷ nhân dân tệ. Biên lợi nhuận gộp của công ty tăng 3,3% lên 23,9% trong nửa đầu năm 2024. BYD đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào các cơ sở sản xuất ở châu Âu, châu Á và Nam Mỹ để phục vụ thị trường sở tại. Công ty cũng đang trên đà đạt mục tiêu 500.000 xe bán ra ở nước ngoài trong năm nay. Trong 7 tháng đầu năm, đã có 270.000 xe BYD được bán ra nước ngoài. Thưa quý vị, ngành công nghệ thường được cho là chỉ dành cho nam giới. Nhưng trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, nhiều công ty tại Đài Loan, Trung Quốc, trong đó có Mediatek, nhà sản xuất chip điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, đang tìm cách khai thác nguồn nhân lực nữ. Mediatest hướng đến mục tiêu thay đổi sự mất cân bằng giới tính trong ngành công nghệ thông qua giáo dục. Trong số các sáng kiến của công ty có trại hè cho nữ sinh trung học trên khắp Đài Loan, trợ lý giám đốc của Mediatest, bà Cynthia Fan cho biết: “Cho đến nay, lao động nữ chỉ chiếm khoảng 20 đến 25% lực lượng lao động trong ngành công nghệ. Tỷ lệ này còn thấp hơn trong ngành bán dẫn, kỹ thuật điện và thông tin điện tử, vào khoảng 13 đến 15%.” Theo bà Cynthia, định kiến đã cản trở phụ nữ theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghệ. Bà nói thêm, các bé gái dường như mất hứng thú với toán học và công nghệ trong độ tuổi từ 10 đến 14 vì nhận thức về vai trò của mình trong xã hội hoặc thiếu tự tin vào khả năng của bản thân. Chị Kathleen Kau đã làm kỹ sư tại Mediatek được 7 năm. Theo chị, công ty có chế độ làm việc linh hoạt cho những nhân viên nữ, cần cân bằng giữa gia đình và công việc. Tuy nhiên, việc trở thành nhân viên nữ ít ỏi cũng đi kèm với những rào cản, chị nói. Ví dụ khi giao những nhiệm vụ khó khăn, quản lý sẽ lo lắng liệu phụ nữ có thể đảm đương được không. Vì vậy tôi phải chủ động yêu cầu nếu muốn đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn. Nhưng theo chị, nhận thức trong ngành công nghệ hiện nay đang thay đổi theo hướng tích cực hơn, chị nói. Một số người nghĩ rằng nam giới có logic tốt hơn và có thể thích nghi tốt hơn với ngành công nghệ, nhưng theo tôi thì nữ giới cũng rất thông minh. Một nữ sinh tham gia trại hè của Mediatest nói, Em từng không có định hướng làm việc trong ngành công nghệ, nhưng giờ em biết là ngành này không như em nghĩ. Thông qua trại hè, em đã biết thêm nhiều thứ về lĩnh vực công nghệ. Giờ em thấy hứng thú và muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành này. Hiện tại, nhân viên nữ của Mediatek chiếm 20% tổng lực lượng lao động và công ty đang tìm cách tăng tỷ lệ này để thúc đẩy đổi mới. Công ty cũng dự kiến tuyển dụng thêm nhiều nhân viên nữ để lấp đầy sự thiếu hụt nhân sự do tỷ lệ sinh giảm. Thì nhân sự là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp ở Đài Loan hiện có hơn 50% công ty công nghệ ở hòn đảo này đang tuyển dụng với hơn 100.000 vị trí việc làm cho kỹ sư việc thu hút lao động nữ vì vậy là rất cần thiết cho lĩnh vực công nghệ ở Đài Loan quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin tin liệu kinh tế thế giới trên kênh truyền hình Thế Giới Tỉnh Đồng Nai